Căn bể một góc 45 độ, ba đạp ra. Trong quân ngũ, không gì là không thể. Nhiệm vụ của họ là phải đối mặt với mọi khó khăn thử thách và sẵn sàng vượt qua nó. Ba đạp nước. Với Hồng Nhung cũng vậy, liên tiếp những thử thách được đưa ra. Đêm hôm đó cũng có thể được coi là đêm kinh hoàng đối với Khả Ngân và Hồng Nhung. Chị ơi, ra lại đi, một phút rồi. Dù đã có những chấn thương và nguy hiểm, tuy vậy, những cô gái của chúng ta vẫn quyết tâm đương đầu. Tất cả chưa dừng lại ở đó, nhiều thử thách khó khăn vẫn đang chờ phía trước. Quyết tâm! Sao? Vượt qua là được rồi. Em xuống nhá. Đồng chí cho đồng chí Nhung chạm vào tay. Đồng chí Giang sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đưa vào cô. Sẵn sàng. Chưa nghe rõ. Ôi trời ơi. Cô đi. Quyết tâm. Bắt đầu rồi. Sao lại mất tức rồi ạ? Đẩy lên đây. Đẩy lên đây. Giỏi lắm Giang ơi. Đẩy ngược lại Giang ơi. Đẩy ngược lại Giang ơi. Đẩy ngược lại. Chặt chặt nách cô. Đúng rồi. Ngã người gây ra luôn. Ô. Đẩy ra sau. Đồng chí Giang đẩy mạnh. Đối quá. Lực Giang mạnh lắm á. Hay có đạn gần lên là khó nhất. Sao chỉ cho người Giang chạm vào tay. Bắt đầu tập. Đây đây. Đẩy sao với sao? Thẳng chân ra ơi, thẳng chân ra. Đặt chân này thường đẩy sao ra. Thả xuống. Không phải hả? Đây đây này. Tay nó. Em cũng ngồi đau lắm chị ơi, đừng làm lại. Trơn. Không mà. Trơn lắm. Bắt đầu tập. Đâu đẩy lại này. Đẩy lên. Không đẩy nổi, tay đau lắm. Thôi nghỉ đi, em làm tiếp cho. Đây. Báo cáo đồng chí cho tôi xin. Được, mời đồng chí Hằng về đồng chí. Mai có lên. Lên thằng 4 luôn đi em ơi. Đồng chí Mai. Có. Lần 1 đồng chí chưa thực hiện được. Lần này đồng chí có quyết tâm để thực hiện được động tác không ạ? Tôi sẽ cố gắng. Quyết tâm không? Quyết tâm. Chúng ơi. Bắt đầu tập. Các đồng chí chỉ huy, tôi cảm thấy đây là một thử thách rất là cam go và rất xứng đáng để chinh phục. Tuy nhiên vượt qua được thì rất là thú vị. Hết.
nhìn bên phải, đông. Báo cáo các đồng chí là cái nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ tập cái nội dung võ chiến đấu tay không. Nâng cao đùi. Ôi, chân đau. Võ chạm mông. Rút, nhanh, nhanh. Nhấc ngang, nào xuống. Ai xuống sát đất càng tốt. Xuống đây, một, hai, ba, bốn. Không phải ý là không quay đầu lại mà để lưng lùi hết hả? Bịt anh nào, bịt anh này à? Không cần anh ngoảnh mặt lại. Để về chạy nhanh. Ý khi chúng ta trên đường về là hai người chạy giãn ra để cho ở giữa, để cho hai người giữa nhá. Đúng sâu xuống. Nhanh chạy nhanh. Bây giờ kêu chạy thêm một vòng nữa là sập á. Đã có gì đâu mà mệt, đây mới đang là phần khởi động. Đấy, chưa ở phần tính trước cho nên các ông chí cứ bình tĩnh. Tất cả các ông chí quay về đây. Bắt mạch. Đây sờ chỗ này thấy nó đập đập này. Thế hoặc là chỗ này cũng được. Thấy chưa? 1, 2, 3, 4. Đập chưa? Thấy chưa? Chuẩn bị đếm nhá. Đếm. Mình cứ đập một cái mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi, bao nhiêu? 18 ạ. 18 nhân 4 mới được 72. Chưa ăn thua gì. Bao nhiêu? 30 ạ. 34, 12, 120. Đối với mạch các ông chí bây giờ vẫn chưa đạt được yêu cầu. Khởi động bao giờ mạch nó phải lên tầm 180, 200. Ủa, lúc đấy mới đạt yêu cầu. À. Em đếm nhầm ạ. À, không nhầm. Nhầm. Không thể mà đá được. Nhanh. Đây là thưởng. Không đạt được chỉ tiêu thì thưởng thêm một vòng. Tốt. Vẫn khỏe lắm. Nào, nhanh. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, tốt. Đứng lên, rồi, đứng tiếp lên. Tục. Không có việc gì khó. Chạy về. Nhanh, 12, 13, 14, nhanh khẩn trương. Tốt. Nào, cố lên. Nào. Trời ơi, mà cái bụng em nó đau quặn nữa. Lúc đó em mệt cực kỳ, em yếu cực kỳ. Quả là một cái phần khởi động dài nhất từ trước đến nay mà Giang từng làm. Trong hai mấy năm Giang sống thì chưa từng giờ Giang khởi động nhiều như thế. Sau thử thách leo tường bằng sầu đầy và màn luyện tập đã đốt nóng cả thể chất và tinh thần của họ. Giờ đây, họ chuẩn bị bước vào kiểm tra những điều mình đã học. Đó là một trong những kỹ năng đã làm nên những chiến công lừng lẫy của lực lượng đặc công võ chiến đấu tay không. Hãy chờ xem các cô gái của chúng ta sẽ vượt qua thử thách này như thế nào. Tổ của đồng chí Giang là tổ 1, tổ đồng chí Mai là tổ 2. Tổ nào thắng thì chỉ việc buổi chiều đến xuống bếp dọn dẹp nhà bếp thôi. Tổ thua dọn 12 gian chuồng lợn. Đấy, thống nhất thế. Sau đây cặp thứ nhất, đồng chí Giang và đồng chí Mai làm công tác chuẩn bị. Vào sân. Cách nhau 2 mét. Chào. Quay vào trong. Hiệp 1. Bắt đầu. Đấu. Tốt. Tích cực thi đấu. Nếu như mọi người đứng trước Mai nhé, thì ra không chắc là mọi người có thể dám đánh. Tại cô giống như là một cái bức tượng sừng sững, mà khi mà Mai mặc những cái đồ ấy vào ấy, cảm giác là có đánh bao nhiêu vào người Mai nó cũng không ăn thua. Dừng. Đâu? Ừ.
Về nghỉ, về nghỉ, về nghỉ. Còn Hiệp nữa. Ôi, hết sức rồi ạ. Này. Em nói vậy á. Đâu? Một lỗ đốt anh có điện. Đánh thiệt vậy đó. Đứng ngoài cổ vũ lên. Mười giây cuối. Dừng. Qua hội ý trọng tài, vận động viên Mai thắng cuộc. Vào sân. Đâu? Từ từ hai chị ơi, con nắng ghê lắm. Đó, đúng rồi. Đạp ấy. Đánh lên mặt kìa, đánh lên mặt. Dừng. Dậm gót xuống. Dậm gót xuống. Nào, dậm gót xuống. Gót, dậm gót. Thế. Đâu? Đá mày. Yeah. Đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Mấy con kia quên. Mấy con kia quên. Tấn công anh ơi. Tấn công lên. Qua hội ý trọng tài, vận động viên Ngân thắng cuộc. Trọng tài, vận động viên giáp đỏ được 4 điểm, vận động viên giáp xanh được 4 điểm.
Đâu? Trận đấu thứ 3 qua hội ý trọng tài. Ở trận đấu thứ 3 qua hội ý trọng tài, vận động viên Giáp Xanh thắng cuộc. Nhung đánh sơ hở nhiều như thế mà trong khi chị Hằng lại đá quá nhiều như vậy lại không thắng. Em không biết, em không biết lý do tại sao. Mình phải tin trọng tài cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu chương trình phát sóng lên thì mọi người, nếu như mà ai có học boxing hay là gì đó, người ta có thể biết được là trọng tài chấm đúng hay là sai, thì trọng tài nhất định là sẽ không cho điểm gian. Thế qua buổi tập ngày hôm nay thì các ông chí thấy bây giờ thấy người nó có khỏe hơn không? Có. Ừ. Học võ để rèn luyện cho mình sức khỏe này, bản lĩnh ý chí này, cái quyết tâm này. Người học võ nó khác, quyết tâm người ta nó khác hơn, quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn, đúng không? Chúc các đồng chí trong một cái đợt là nhập ngũ vào đây, đấy, trước tiên là mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ trên cương vị mình đảm nhiệm. Lên tôi xuống. Hết! Lắm lại! Hết! Bắt phát trúng! Giỏi thế! Ngày xưa em nghĩ cầu thủ là ngầu nhất, bây giờ bộ đội ngầu hơn. Vô đây cái bị mê, mê đắm luôn. Đây là khẩu súng Micro Uzi. Đây là phía trước đây nó là cái cửa hộp tiếp đạn. Các ông chí tháo luôn ra đấy. Các ông chí nhìn ở đây ạ, ở cái phần trắng này có lây này. Súng Micro Uzi là loại súng nhỏ gọn, tốc độ bắn nhanh, phù hợp tác chiến ở cự ly gần trong không gian hẹp. Súng được lựa chọn là một trong những vũ khí chuyên dụng cho lực lượng đặc công chống khủng bố Việt Nam. Sau đây tổ bước vào bước tập 1. Tập chậm, đồng chí Ngân. Có. Ra vị trí. Đó. Chuẩn bị. Tiến. Đồng chí Ngân chú ý dùng hộ cổ tay bóp chặt hoặc khóa hãm chống nổ bất ngờ. Cho nghe mà sáng đá ấy. Nên bây giờ nó xương nó nên đứng lâu, nó cũng tê, nó đau nhất. Cho em xin thêm miếng cái khuôn đó. Đồng chí nghe rõ tiếng kêu không? Đồng chí làm lại động tác. Chưa được.
chưa được bóp chặt, dùng hộ khẩu tay bóp chặt, lấy hám nổ bất ngờ. Đấy, như vậy mới là được. Yến! Tôi, Tạ Thế Trung, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Cơ bộ 113 báo cáo đồng chí Tư lệnh binh chủng, đơn vị đang tổ chức huấn luyện bắn súng bài 2 trong cùng bộ, quân số 50 đồng chí. Hết. Đồng chí tập hợp bộ đội tới kiểm tra và nói chuyện. Các cậu phát huy, cơ động về vị trí đại dụng. Thôi! Nghỉ! Trong những ngày huấn luyện vừa qua thì thấy là cường độ huấn luyện, ăn uống, sinh hoạt ở đơn vị. Đồng chí thử phát biểu chút xem nào. Và các đồng chí chỉ huy, hôm nay tôi ở đây được 4 ngày rồi. Thật sự những ngày đầu tôi còn hoang mang và lo sợ. Nhưng bây giờ tôi đã quen và tôi rất hứng thú với việc này. Hết! Ăn uống có đủ no không? Báo cáo chỉ huy, tôi ăn được, ngủ được. Hết! Có bị ai quấy rầy không? Báo cáo chỉ huy, nóng quấy rầy tôi. Hết! Chỉ có nóng thôi à? Dạ! Một ngày liên tục bị cuốn vào những thử thách thú vị và đầy khó khăn. Mày! Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh binh chủng đặc công, là một sự động viên rất lớn đối với những cô gái của chúng ta. Không những vậy, đích thân ngài tư lệnh thực hiện bài bắn K54 với 30 mục tiêu. Tiêu bị tiêu diệt một cách nhanh chóng với tỷ lệ chính xác gần như tuyệt đối. Với những cô gái của chúng ta, đây là liều thuốc tinh thần cực mạnh và là sự động viên rất lớn. Bởi trước mắt họ là thử thách bắn đạn thật với một bài bắn đơn giản của lực lượng đặc công. Họ sẽ phải lần lượt vượt qua 4 vị trí bắn và hạ gục các mục tiêu được quy định sẵn. Đây thực sự là thử thách không hề đơn giản. Trong 4 người thì em là người đầu tiên, cho nên em là cảm giác lo lắm. Cái tay nhịp thở của em á, em không tập trung được. Mà cái tay em cứ như này, cái tia laser nó cứ như này luôn. Sướng mà cái lúc mà bắn một phát xong cả thế giới im lặng. Em không nghe bất cứ cái gì cả, nó cứ như thế. Làm được rồi. Về 1, tiêu diệt 7 mục tiêu. Thời gian 4 phút 13 giây. Rồi. Em hét xuống cực kỳ luôn. Sướng lắm luôn á. Xong em xem em còn hỏi là anh em còn bắn được nữa không. Rồi bé ai mà không chơi súng đúng không? Nhưng mà khi mà biết ở trong đó nó có một cái viên đạn thì cái tâm lý nó lại rất là khác.
thực sự là lúc đấy cảm thấy nó rất là áp lực. Và mình cảm thấy rằng là hóa ra là trong cái quá trình chiến đấu nó sẽ có những cái tình huống như vậy xảy ra. Vậy thì cái bản lĩnh nào sẽ giúp cho chúng ta vẫn phải bình tĩnh xử lý cái tình huống? Thì trong quân đội nó có một cái điều là như vậy, nghĩa là cái phản xạ. Ôi xin nó cứ trượt đấy nhở. Đấy đang cảm thấy rằng là vừa tự hào này, vừa thấy mình được trải nghiệm một cái điều mà nếu như không tham gia chương trình này thì không bao giờ mình còn cầm một khẩu súng như thế. Không ai cho phép, cũng không bao giờ biết sử dụng nó như thế nào cả. Thì mình thấy nó quý giá ở cái điều đấy. Bắn ngày hôm nay với loại súng này thực hiện nhiệm vụ chống bố, các đồng chí thực hiện tương đối tốt. Những yêu cầu của bài bắn này các đồng chí phải hiểu rằng nếu chúng ta thực hiện bắn chính xác và đầu đạn ra khỏi nòng súng trước kẻ thù thì chúng ta chiến thắng. Bắn thời gian nếu như nhiều hơn 50 giây đối với bài này là không đạt yêu cầu. Nhưng mà lần thứ nhất thì tôi không tính thời gian, cơ bản là tính kết quả, các đồng chí tiêu diệt mục tiêu. Bây giờ chúng ta cần huấn luyện đến mức cao hơn, yêu cầu hơn và súng ngắn càng thư. Bây giờ ai giơ tay nhanh thì ra bắn. Xong rồi, nhìn thấy rồi. 11, 2, 2 đồng chí. Dương súng. Nào tay gạt búa ra. Tay gạt búa. Nó đâu có phải còn một cái đèn rồi còn nhắm như này đâu. Cái này là ấy đạn vô phát xong rồi gạt cái cò. Cứ đưa lên như này mà nhắm, tay em nó rung còn hơn là cái tập trước nữa. Rồi, tay đưa vào cò đi, nhắm đi. Nhớ nheo mắt. Nheo mắt, tay đưa vào cò xuống. Chưa, không giật mình. Em nói, ủa em bắn rồi hả chị? Nó quá gần mà cái âm thanh coi như nó bên xung quanh em luôn ấy. Em không biết nào thật, không biết nào giả nữa. Tại vì trong cuộc chơi hoặc là trong cuộc thi nào cũng thế, mình luôn luôn là làm vì đồng đội mà mình muốn đồng đội mình tự hào hơn thôi. Tự dưng mình giật mình mà là ốp. Tức là 3 ngày vừa qua là có lẽ là tự dưng vì một cái lý do gì đấy, với sự khổ luyện mình không để ý đâu. Đến một ngày tự dưng mình trưởng thành và cái nỗi sợ rồi tự dưng sự dũng cảm trong con người mình nó tăng lên lúc nào mình không hề hay biết.